trực tiếp đây ạ, ngoài sân nữa nha. Đấy, nó ăn xong rồi nó chỉ có gì ngồi xỉa răng đợi em mà dọn dẹp chuồng trại cho nó thôi. Chị thì chưa bao giờ bị rắn độc cắn em ạ. Có làng nghề rắn chồng chị thì cũng là bị 7 lần rồi, nhưng mà so với các anh chị ở trong nhà thì lại thế là ít hơn các anh chị ở trong nhà rồi đấy. Hello, năm ngoái em like trực tiếp như thế này, nhà em bị rắn độc cắn lúc đang cho ăn này. Với cả rất là nhiều các anh chị mình cũng được coi. Nên là mình sơ sẩy cái là bị nó tấn công ngay. Mình cứ phải hết sức cẩn thận cho em. Nên là chẳng thấy mọi người thấy em kể em lấy đĩa ra nhé. Em cứ làm bình tĩnh thôi, cẩn thận. Chứ không cần phải nhanh làm cái nghề này mà loàng nhoàng ẩu loạng nhanh quá là không có cẩn thận được. Nhiều khi mình dễ bị mắc sai lầm xíu là bị nó tấn công ngay. Nên là cứ phải hết sức cẩn thận cho em nha. Đây này, con này nữa là nó cũng nghỉ ăn. Kiểu vào cái mùa, cái thời tiết nó chuyển mùa như thế này, nhiều con nó vào mờ nó sẽ nghỉ ăn ý. Đấy, nên là cứ cho ăn xong là phải dọn dẹp. Con nào mà không ăn thì cho cá chê nó ăn. Đấy, mấy bữa nay là kiểu như là mình cứ cho ăn xong cái là bắt đầu là nó ngoan hơn. Chứ nếu như là những cái hôm mà nó đói các anh chị mình nhá, thì chỉ cần em để cái con mồi ở bên ngoài như thế này thôi là nó cứ phi ra để nó tấn công, để nó muốn lấy con mồi rồi. Mời để nó luôn á. Hello, thế anh làm bình rượu đi, anh ngắm hàng ngày anh hết sợ rắn thì tối khỏi mơ tới rắn luôn. Đấy, có những con nó cứ rũi rũi ra như thế này này thì mình quên cửa là nó sẽ ra ấy. Rắn mùa đông, đúng không, mùa đông là nó nghỉ ăn. Đấy, tới cái mùa đông lạnh là nó nghỉ ăn, xong rồi sang mùa xuân ấm áp thì nó lại ăn tiếp nha. Còn lâu em vào cả nhà ơi, tới tháng 4, tháng 5 là anh chị mình lại được coi rắn nó đẻ tiếp tục rồi. Đấy, còn bây giờ là hết mùa rồi nhá. Hello anh 57, hello cả nhà mình. Anh chị mình vào chia sẻ giúp em cả nhà. Đấy, rắn như em ấy rất là nhiều. Những cái sản phẩm từ trang trại và tự tay như em làm thì anh chị liên hệ với cái số trên màn hình này. 0945085038. Tưởng ăn ngày ba bữa, anh ơi, rắn mà ăn ngày ba bữa thì em ấy không có thời gian để em ăn nữa rồi. Ví dụ như là mình cho rắn ăn như thế này á, ngày ba bữa thì với cái mức độ nhiều như thế này mình không thể nào mình cho xuể. Hơn nữa là cái con rắn á nó cũng chưa đã kịp tiêu hóa, chưa kịp tiêu hóa hết cái mồi, cái thức ăn của nó đâu, nên là cứ phải vài ngày, 5-6 ngày thì mình mới cho nó ăn một bữa nha. Chứ không phải ngày ba bữa. Ngày ba bữa thì anh chị biết là mỗi một bữa này nó tốn này rất là nhiều tiền đấy, chứ đâu có phải để ít đâu. Hello. Ý, nó ăn nhiều như vậy là chả dám nuôi nó nữa rồi. Tại vì mỗi một năm ấy, nó chỉ trả công với em được đúng một lần duy nhất vào tháng 4, tháng 5 là nó đẻ trứng. Thì mình sẽ lấy những cái ổ trứng để mình bán. Chứ không phải là năm nó trả công cho mình được hai lần như là hổ trâu đâu. Nên cái loại này nó chỉ có được một lần duy nhất thôi nha. Có ba con này nó nghỉ ăn này. Những cái con nào vào mờ là nó lại nghỉ ăn ấy. Hello,
Đây này, thêm một con nữa này. Con này nó cũng vào mờ. Ăn nhiều thì nhiều. Ăn bao nhiêu thì ra bấy nhiêu thôi. Không, cái này mình không có lấy nọc độc của nó đâu. Mình nuôi ấy, chủ yếu để cho nó sinh sản, hơn nữa là khi mà rắn độc á, mình có lấy nọc độc đi thì nó không bao giờ hết được nha, nó lại sản sinh ra nọc độc mới. Chúng nó lỡ con thì mình nuôi được mà. Vấn đề là mình phải đủ cái thời gian kiên nhẫn, đủ kiên nhẫn, đủ cái thời gian để mình chăm được nó. Đấy, nó không phải là vài tháng mà nó được thu đâu, mà nó phải vài năm cơ, 3-4 năm nhá, nó mới được thu khi mà mình bắt đầu mình nuôi từ cái con rắn nhỏ xíu như vậy. Nó hết nhiều công lắm. Tiền, tuy là tiền vốn thì nó cũng không có nhiều đâu, nhưng mà cái tiền thức ăn này trong 4 năm ấy, với lại cái công của mình chăm sóc nó, thì các anh chị mình ạ, nếu như mình có vốn nó êm xíu thì mình nên mua vào những cái loại to như thế này là mình sẽ nhanh được thu hơn. Ví dụ mình nuôi năm nay này, đấy, và sang năm là nó đã đẻ trứng cho mình rồi. Tại vì ở bên ngoài ngoài tự nhiên là nó đã đẻ trứng rồi, nó phát triển to rồi ấy. Thì nó cứ thế là về là mình được thu thôi. Tuy là mất cái vốn nó to xíu thì mình đầu tư nó lớn.